những câu trích dẫn ý nghĩa của mẹ Teresa về lòng tốt, tình yêu và lòng bác ái, nhất định phải nghe. Những câu trích dẫn này của mẹ Teresa sẽ truyền cảm hứng cho bạn để thấy tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới xung quanh bạn và khuyến khích những người khác làm điều tương tự. Những trích dẫn mạnh mẽ của mẹ Teresa về lòng tốt và tình yêu. 1. Nếu bạn đánh giá mọi người, bạn không có thời gian để yêu họ. 2. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được những điều tuyệt vời, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao. 3. Tôi biết Chúa sẽ không ban cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi không thể xử lý được. Tôi chỉ ước anh ấy không tin tưởng tôi quá nhiều. 4. Mỗi khi bạn mỉm cười với ai đó, đó là một hành động của tình yêu, một món quà dành cho người đó, một điều đẹp đẽ. 5. Những lời tử tế có thể ngắn gọn và dễ nói, nhưng âm vang của chúng thực sự vô tận. 6. Chúa không yêu cầu chúng ta phải thành công, anh ấy chỉ yêu cầu bạn phải cố gắng. 7. Hãy sống đơn giản để người khác có thể sống đơn giản. 8. Cầu nguyện không phải là cầu xin. Cầu nguyện là đặt mình trong bàn tay của Đức Chúa Trời, theo sự định đoạt của Ngài và lắng nghe tiếng Ngài trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta. 9. Tôi có thể làm những điều bạn không thể, bạn có thể làm những điều tôi không thể. Cùng nhau, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời. 10. Hãy trung thành trong những điều nhỏ nhặt vì chúng nằm trong sức mạnh của bạn. 11. Bị mọi người không mong muốn, không được yêu thương, không được chăm sóc, bị lãng quên, tôi nghĩ đó là một cái đói lớn hơn nhiều, một cái nghèo lớn hơn nhiều so với một người không có gì để ăn. 12. Đừng nghĩ rằng tình yêu, để trở thành chân chính, phải thật phi thường. Điều chúng ta cần là yêu mà không thấy mệt mỏi. 13. Đừng chờ đợi những người lãnh đạo. Làm điều đó một mình, người này sang người khác. 14. Mọi người ngày nay dường như đều vội vàng khủng khiếp, lo lắng cho những phát triển lớn hơn và sự giàu có lớn hơn, đến nỗi con cái có rất ít thời gian dành cho cha mẹ của chúng. Cha mẹ có rất ít thời gian dành cho nhau và trong nhà bắt đầu phá vỡ nền hòa bình của thế giới. 15. Những việc làm tốt là những mắt xích tạo thành một chuỗi yêu thương. Trích dẫn đầy cảm hứng của mẹ Teresa về tổ chức từ thiện. 16. Tôi là một cây bút chì nhỏ trong tay của một vị thần đang viết, người đang gửi một bức thư tình cho thế giới. 17. Tôi không chắc chính xác thiên đàng sẽ như thế nào, nhưng tôi không biết rằng khi chúng ta chết và đến lúc Chúa phán xét chúng ta, Ngài sẽ không hỏi bạn đã làm được bao nhiêu điều tốt trong cuộc đời mình. Thay vì sẽ hỏi bạn đã đặt bao nhiêu tình yêu vào những gì bạn đã làm. 18. Thành công không cầu, ta cầu lòng chung thủy. 19. Tôi đã tìm ra một nghịch lý rằng nếu bạn yêu cho đến khi đau đớn, không thể có thêm tổn thương, chỉ có thể yêu nhiều hơn. 20. Tôi nghĩ tôi khó khăn hơn là chỉ trích. 21. Tôi cố gắng cho những người nghèo vì tình yêu thương những gì người giàu có thể nhận được chỉ vì tiền. Không, tôi sẽ không đụng đến một người phung với giá 1.000 bảng Anh, vậy mà tôi sẵn lòng chữa khỏi bệnh cho anh ấy vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 22. Tôi muốn bạn quan tâm đến người hàng xóm kế bên. Bạn có biết hàng xóm kế bên của bạn không? 23. Nếu chúng ta không có bình yên, đó là vì chúng ta đã quên rằng chúng ta thuộc về nhau. 24. Nếu bạn không thể nuôi 100 người, thì hãy chỉ nuôi một người. 25. Nếu chúng ta muốn một thông điệp tình yêu được lắng nghe, thì nó phải được gửi đi. Để giữ cho một ngọn đèn cháy, chúng ta phải tiếp tục châm dầu vào nó. 26. Đó là một hành động của Bậc Đế Vương để giúp đỡ những người bị sa ngã. 27. Yêu người ở xa dễ lắm. Yêu những người thân thiết không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cho một chén cơm xoa dịu cơn đói còn dễ hơn xoa dịu nỗi cô đơn, nỗi đau của một người không được yêu thương trong chính ngôi nhà của chúng ta. Hãy mang tình yêu vào ngôi nhà của bạn vì đây là nơi tình yêu của chúng ta dành cho nhau phải bắt đầu. 28. Tình yêu mãnh liệt không đo đếm, chỉ cần cho đi. 29. Điều quan trọng không phải là mức độ của các hành động của chúng ta mà là số lượng tình yêu dành cho chúng. 30. Thật là nghèo khó khi quyết định rằng một đứa trẻ phải chết để bạn có thể sống như bạn muốn. 31. Niềm vui là một tấm lưới tình yêu mà bạn có thể bắt được các linh hồn. Thêm các trích dẫn về mẹ Teresa về việc cho đi. 32. Chúng ta hãy luôn mỉm cười gặp nhau vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu. 33. Chúng ta đừng hài lòng với việc chỉ cho tiền. Tiền thôi chưa đủ, tiền có thể có nhưng họ cần trái tim của bạn để yêu thương họ. Vì vậy, hãy lan tỏa tình yêu thương đến mọi nơi bạn đến. 34. Cô đơn và cảm giác bị không mong muốn là sự nghèo đói khủng khiếp nhất. 35. Chúng ta hãy chạm vào những người sắp chết, những người nghèo khổ.
cô đơn và những người không mong muốn theo những ân sủng mà chúng ta đã nhận được, và chúng ta đừng xấu hổ hoặc chậm chạp trong việc làm việc khiêm tốn. 36. Tình yêu là hoa trái lúc nào cũng có và trong tầm tay của mọi người. 37. Cuộc sống nghèo khó của chúng tôi cũng cần thiết như chính công việc. Chỉ có ở trên thiên đàng, chúng ta mới thấy chúng ta mắc nợ người nghèo biết bao vì đã giúp chúng ta yêu Chúa hơn vì họ. 38. Hãy lan tỏa tình yêu thương ở mọi nơi bạn đến, để không ai đến với bạn mà không ra đi hạnh phúc hơn. Nếu bạn thích những câu trích dẫn này, hãy nhớ đọc bộ sưu tập những câu trích dẫn thiên đường của chúng tôi để truyền cảm hứng cho lòng tốt. Lời trích dẫn nâng cao tinh thần của mẹ Teresa về hòa bình. 39. Bình yên bắt đầu từ một nụ cười. 40. Thành công của tình yêu là ở sự yêu thương, nó không phải là kết quả của tình yêu. Tất nhiên trong tình yêu, muốn điều tốt nhất cho đối phương là điều đương nhiên, nhưng có thành ra như vậy hay không, không quyết định được giá trị của những gì chúng ta đã làm được. 41. Phải có lý do tại sao một số người có thể đủ khả năng sống tốt. Họ phải đã làm việc cho nó. Tôi chỉ cảm thấy tức giận khi nhìn thấy sự lãng phí, khi tôi thấy mọi người vứt bỏ những thứ mà chúng tôi có thể sử dụng. 42. Trên thế giới này còn có nhiều sự thèm khát tình yêu và sự trân trọng hơn là thèm khát bánh mì. 43. Chúng ta cần phải tìm thấy Chúa và không thể tìm thấy Ngài trong tiếng ồn và sự bồn chồn. Thiên Chúa là người bạn của sự im lặng. Ngắm nhìn cách thiên nhiên cây cối, hoa cỏ mọc lên trong im lặng, nhìn thấy các vì sao, mặt trăng và mặt trời, cách chúng di chuyển trong im lặng. Chúng ta cần sự tĩnh lặng để có thể chạm vào những tâm hồn. 44. Bản thân chúng tôi cảm thấy rằng những gì chúng tôi đang làm chỉ là giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn vì sự sụt giảm mất tích đó. Trích dẫn của mẹ Teresa về niềm vui. 45. Niềm vui là sự cầu nguyện, niềm vui là sức mạnh, niềm vui là tình yêu, niềm vui là một lưới tình yêu mà bạn có thể bắt được các linh hồn. 46. Một trong những căn bệnh lớn nhất là trở thành không giống ai với bất kỳ ai. 47. Hãy chọn con đường hòa bình. Trước mắt có thể có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến mà chúng ta đều khiếp sợ này. Nhưng điều đó không bao giờ có thể hoặc không bao giờ sẽ biện minh cho những đau khổ, đau đớn và mất mát sinh mạng mà vũ khí của bạn sẽ gây ra. 48. Tôi chưa từng tham gia chiến tranh bao giờ, nhưng tôi đã thấy nạn đói và chết chóc. Tôi đã tự hỏi, bản thân, họ cảm thấy gì khi làm điều này? Tôi không hiểu nó. Họ đều là con cái của Đức Chúa Trời. Tại sao họ làm điều đó? Tôi không hiểu. 49. Ngay cả những người giàu cũng khao khát được yêu thương, được chăm sóc, được khao khát, được có người gọi là của riêng họ. 50. Chúng ta sợ hãi tương lai bởi vì chúng ta đang lãng phí ngày hôm nay.